thôi để dành hai máy đó cho chú. Dạ. Dạ. À. Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Có thể nói là rất là trẻ trâu. Bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ, không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Bấy giờ Yoshida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Không biết cặp vợ chồng này sẽ mang điều gì thú vị đến cho chương trình chúng ta. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Nè. Ôi giống nhau quá. Mời hai em. Dạ. Câu nói đầu tiên của anh đó là hai vợ chồng này cái mặt giống nhau quá. Có ai nói không ta? Dạ có. Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Dạ. Con tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại con là ca sĩ tự do. Dạ. Hàng nay bao nhiêu tuổi Hoàng? Con 35 tuổi. 35 tuổi. Trời, 35 mà sao trẻ quá chị Một? Trẻ thiệt. Dạ. Trẻ giống một cái người ca sĩ ở trong showbiz mình nè. Ai Đan ta? Trường. Tương có công nhận không? Dạ. Có liên quan gì đến Đan Trường không? Thực sự thì con đã từng tham gia những chương trình về hóa thân thành ca sĩ thần tượng của mình, đó là anh Boy Đan Trường. Ồ vậy hả? Không. Bạn này bạn nói rồi mình mới thấy cái nét mặt của bạn cũng nhăn nhác. Đan Trường cái giọng. Hồi nãy lúc mà vô chương trình á, dạ, mình yêu cầu các bạn trang điểm á, dạ, đừng có xịt keo làm tóc, để hai mái giống như anh Bo luôn. Trước đây con cũng đã từng để hai mái rồi. Nhưng mà anh Đan Trường để hai mái nhìn đẹp lắm, mà con để hai mái nhìn nó bị sai sai, bị lội lội. Đúng không? Dạ. Rồi thôi để dành hai mái đó cho chú. Dạ. Dạ. Gì vậy? Phản ứng quá vậy? Hả? Quá là phản ứng đi, không biết máy đâu mà để cho em. Trời ơi, để tôi cho mọi người coi tấm hình tôi để hai máy để mọi tôi người thấy rồi. Hồn. Mày ơi, xin cha cha cha. Đúng rồi đó. Đâu bây giờ Hoàng hát thử lại cái hồi mà Hoàng hóa thân thành ca sĩ Đan Trường đi, một hai câu thôi. Sau đây thì con xin gửi đến mọi người một đoạn trong ca khúc Tình Khúc Vàng. Anh nghe mùi hương trên tống quen nồng nàn, anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều sáng. Hay quá. Nhắm mắt lại là cứ tưởng Đan Trường xuất hiện trong trình Vợ Chồng Son không? Đáng yêu. Ừ. Rồi, mời dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Mai Thị Diễm Phương, con sinh năm 92, năm nay con 30 tuổi. Con mới sinh em bé được 5 tháng. À. Dạ, hiện tại thì con đang ở nhà chăm em bé. À. Nhưng mà trước đây là Mai Diễm Phương nha. Con đừng nói là con cũng mê cái cô Mai Diễm Phương. Mai Diễm Phương bên Hồng Kông. Dạ. Đó. Cô bên Hồng Kông là Mai Diễm Phương, con là thêm chú Thị nữa. Trước đây thì con làm trong công ty giải trí của hệ thống nhà hàng karaoke Kingdom. Rồi như vậy là biết tại sao họ quen nhau rồi. Sao? Em biết. Ông này, ông đi hát karaoke, ông đi hát karaoke và ông gặp cái cô này và xinh quá. Họ bắt đầu lấy số phone cho nhau và ông chủ động cua bà này và dính luôn, đúng không? Vậy không đúng. Vậy không đúng. Là ông mụ tôi. Thực sự hai tụi con quen thì chỉ mới quen thôi, nhưng mà đã biết thì đã biết từ rất lâu rồi. Thực sự thì trước đây con là quản lý chung hệ thống của Phương làm luôn. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Phương vào thì Phương làm vị trí là lễ tân. Dạ. Thì hai đứa gặp nhau thì chỉ ở mức đồng nghiệp với nhau thôi, và con thì cũng chỉ xem Phương là đồng nghiệp và giống như những bạn nhân viên trong đó và những đứa em trong đó thôi, không có để ý nhiều. Và cũng thấy cô bé này cũng dễ thương, cũng xinh và cũng có chút cảm tình gì đó thôi, nhưng mà không có đi xa hơn. Phương, con có cảm mến anh không? Dạ không. Thấy chưa, không có đứa nào cảm mến đứa nào hết trơn, cái trời á. Ủa sao kỳ vậy? Có nghĩa là hai đứa tụi nó biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng mà yêu nhau thì chỉ mới đây thôi. Lúc con vô làm Kingdom là 2014 rồi. Nhưng mà thực sự thời gian đầu vô Kingdom thì con còn trẻ con lắm,
Thực sự là lúc mà mới vô làm đó thì môi trường mới mà với lại nhân viên mới thì cũng được nhiều người để ý chứ không phải là chỉ một mình Hoàng để ý, thì lúc đó cũng chả để ý gì đến Hoàng đâu. Trong cái thời gian đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc mà mới vô làm Kingdom thì con chưa có người yêu. À. Dạ. Rất nhiều anh để ý. Dạ. À, mà còn... chứ không phải chỉ một mình anh Hoàng quản lý để ý đâu. Đó, bây giờ Hoàng nè. Dạ. Lúc mà trước khi con gặp Phương á thì là con đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Thời đó là còn trẻ nên cũng yêu rồi chia tay cũng nhiều lần, có nghĩa là một người nhưng mà chia tay rồi yêu lại. Dạ. Câu hỏi này, tụi con làm chung với nhau bao lâu thì tụi con bắt đầu có cảm tình với nhau? À, sau đó là đã kết hôn, mỗi đứa đã tự tìm cho nhau một cái hôn nhân riêng của mình. Con mỗi đứa được bao nhiêu năm thì là ly dị? Con thì 6 đến 8 tháng thì là con ly dị. Dạ đúng rồi. Con thì được 4-5 năm á. Ồ, như vậy có nghĩa là này, cái này đó mới là cái mấu chốt đây nè. Con chia tay trước. Dạ. Lúc đó là Phương chưa có chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó. Thì nhưng mà tình trạng của Phương thì như thế nào? Ly hôn nhưng mà có con không? Dạ có, con có một đứa con, năm nay cũng 4 tuổi rồi. Rồi các bạn gặp lại nhau ở đâu? Phương lúc đó là Phương đã trong tình cảm là đã gọi là ly, gần sắp ly hôn rồi. Thì con có nói chuyện anh em thì lâu ngày không gặp lại. Dạ cũng nhắn tin qua nhắn tin lại vậy đó. Nói chung là con cũng khuyên nhiều, tại vì con cũng đã từng có gia đình và cũng đã hiểu được cái cảm giác là mất đi một người thương yêu của mình và mất đi một cái gia đình hạnh phúc thì mình cũng đau xót lắm. Nhưng mà thực sự thì Phương cũng không thể nào hàn gắn lại được, không cứu vãn được, không cứu vãn được nữa. Ok, còn Phương thì sao? Sau một thời gian gặp lại Hoàng thì Phương thấy Hoàng có một cái gì đó khác. Hồi trước á, con với anh Hoàng làm chung với nhau á, thì nổi tiếng nhất trong hệ thống luôn là cứ gặp nhau là cà khịa với nhau. Ai là người khịa người kia? Không, hai đứa hay khịa qua khịa lại vậy đó. Nó khắc khẩu. Hết dịch đợt đầu tiên á, thì khi mà gặp lại thì lúc đó tâm trạng của con cũng không có được vui. Lúc đó con buồn bã và cũng ít nói đi, con cũng chả khịa gì Hoàng hết. Hoàng cũng hiểu. Thì sau thời gian nó gặp lại thì anh Hoàng cách cư xử khác hẳn, nhẹ nhàng hơn, rồi chín chắn hơn. Dạ, khác so với trước đây hơn. Chín chắn, nhường nhịn hơn. Dạ đúng rồi. Người đàn ông đó một lần đổ vỡ đó em. Dạ, đúng. Nhưng mà Hoàng thì sao? Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Có thể nói là rất là trẻ trâu. Nhưng mà sau đó là gặp lại Phương thì cảm nhận Phương là một người phụ nữ yêu gia đình, chững chạc và chín chắn hơn. Sau cái đó thì bao nhiêu lâu thì tụi con đi đến chuyện hai đứa kết hôn? Dạ cũng một năm. Con là một người rất là thương con nít. Phương thì có bé Su Nít trước đó. Hồi xưa Phương cũng hay dẫn lên chỗ làm thì con cũng gặp nhiều lần, con cũng mến, quý mến. Thì lúc đó con cũng hay chọc chọc, giỡn giỡn. Con nói Phương là đi chơi, dẫn theo Su Nít chơi. Hai đứa có đứa nào chung chưa? Dạ có, bé được 5 tháng. Trai luôn. Hai đứa con trai. Dạ. Dạ đúng rồi. Một đứa con chung rồi một đứa là con riêng. Đó thì không biết rằng là ba Hoàng, cái tình cảm của ba dành cho hai đứa con nó có cái gì khác nhau? Dạ, thực sự đối với con thì cái quan điểm là không có phân biệt ra cái con chung hay là con riêng gì hết. Trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ Su Nít đó là con ruột của mình. Mình phải là cùng nhau để mà nuôi dạy con. Người phụ nữ mà đổ vỡ trong hôn nhân rồi á, thì khi mà bắt đầu lại mà đối với một người mà đã có con như con nữa, không thể nào mà vì tình cảm của mẹ mà chọn cái hạnh phúc, thì con phải nghĩ cho con của con nữa. Thì trước khi bắt đầu với Hoàng á, thì con cũng nghe nhiều dư luận trái chiều lắm. Có thể là bây giờ Hoàng lấy lòng con, thương Son Nít để lấy lòng con, rồi sau này Hoàng sẽ, khi mà được lòng của con rồi thì sẽ không thương Son Nít này nọ nữa. Thì lúc đó con cũng suy nghĩ rất là đắn đo. Con cảm nhận được cái tình cảm mà Hoàng dành cho Son Nít là tình cảm thực sự. Chứ không phải vì mà lấy lòng mẹ mà chiều chuộng hay là yêu thương Son Nít. Thực sự là con cũng rất là yên tâm về sau này là không có cái tình trạng mà cha dượng này nọ các kiểu, hoặc là con chung con riêng. Tỏ tình trước cô ấy á, thì có lãng mạn gì không? Thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào hết trơn. Nhưng mà sao lại chấp nhận vậy? Đồng cảm rồi cảm nhận rồi thấu hiểu nhau vậy đó. Chứ thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào. Có cái tụi con có gặp trường hợp này không? Như hai đứa là đã có cái gia đình riêng rồi, xong rồi đến với nhau. Cái đến nó cũng rất là nhanh, nó cũng rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà rồi đến khi mà đụng gọi là cọ sát với nhau rồi thì cũng cực kỳ hay có nhiều mâu thuẫn.
Phương bà này vợ con bà rất là gọi là dễ bị xúc động, rồi dễ bị tự ái, rồi dễ bị tổn thương, nên mà bị tổn thương một cái gì nhỏ thôi là bà rớt nước mắt. Mà đối với con thì con thấy phụ nữ bị rớt nước mắt là con bị yếu lòng, con sợ. Nên lúc nào mà có chuyện gì xảy ra con là người xin lỗi trước, im lặng, con không dám nói gì hết. Mà trong khi con im lặng thì bà này cũng im lặng luôn, bà không có nói gì hết. Chỉ giận thôi chứ chưa đến cái mức mà gọi là tôi chia tay luôn đi, là chưa có đúng không? Có không? Dạ có. Dạ có. Dạ có rồi, chia tay. Mà ai ai bên nào? Chắc cũng cả ngàn lần có. Vậy hả? Dạ tại vì tính của con á, dễ giận, dễ lẫy lắm. Mà mỗi lần mà con giận con lẫy là hả? Thôi cảm thấy không hợp đâu, thôi chia tay đi. Nhưng mà dạng như là nó chỉ nói lẫy là tại vì trong lòng con đinh, lúc nào cũng đinh ninh là không chia tay được đâu. Tại vì Hoàng, ví dụ con mà làm ầm lên là lúc nào Hoàng cũng nhường nhịn con hết á. Nên dạng như là cái đó cũng là một tính xấu của con. Con cũng biết cái đó là tính xấu nhưng mà được anh chiều á, nên lúc nào con cũng làm lẫy như vậy á, làm cho anh sợ vậy thôi. Xong rồi kể xấu nhau đi mới vui nè. Nó có thật xấu nào lòi ra không? Mà bả chỉ được, chỉ có cái là một ngày 24 tiếng mà bả ngủ tới 12-13 tiếng lận. Mới xin nó cứ ngủ. Lúc mà hai đứa về là lúc đó là lại dính con, bầu. Con mà bầu. Cái dòng mà dính bầu ngủ dữ lắm luôn. Dạ, kinh hoàng luôn. Tại vì lúc mà con có bầu là lúc đang dịch phong tỏa thành phố, đâu có được đi đâu đâu. Đâu đúng không? Dạ đúng rồi, suốt ngày dính nhau 24/24. Bây giờ tật xấu nè. Dạ bà rất là cọc cằn, bà nói chuyện giống như là không có bị ngang như con cua vậy đó. Mà bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Dạ. Rồi cốt là cốt con cua. Gốc Cà Mau đấy chị. Dạ. Rồi sao nữa? Sao nữa nè? Nóng tính, cọc cằn nữa. Mỗi lần con hỏi cái gì, cái mà bà đang mà khó chịu một chút là hả, bà sạc. Bà nạt, sạc đúng lại, không? Nạt lại. Ví dụ bà nạt sao nè? Nạt thì cũng không phải là nạt mà dạng như là nói chuyện hơi gần giọng một xíu chứ không có được ngọt ngào như ta. Anh không có hình dung nó được. Nay ăn sáng chưa? Không lẽ giờ này chưa ăn? Không lẽ giờ này chưa ăn? Dạ. Vậy đó hả? Vậy đó. Dạ. Dạ em ăn rồi, em ăn rồi anh ăn đi hay sao đó. Những lẽ gì chưa ăn hỏi. Dạ, hỏi ngược đó, hỏi, dạ, hỏi ngược lại. Lại. Dạ. Hỏi làm mình cục khứ rồi đó. Dạ. Ngang ngược. Thêm cái là bả mà đói bụng lên bả cọc tính. Xấu đói. Dạ, không chịu nổi luôn. Xấu đói. Ai vậy? Ai nhìn theo hướng đó. Thì đói ai cũng xấu. Dạ. Dạ. Ở nhà rồi ai nấu nướng? Bà nấu nướng nhưng mà con là người nếm thức ăn. Bà nấu nhưng mà không giờ bà nếm thức ăn hết trơn. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Dạ, con không biết sao nữa. Mỗi lần mà ví dụ con chế bí này nọ xong cứ kêu anh ơi ra nếm giùm em. Bởi vì ổng mà nếm trễ là đói bụng. Những cái mà cái tánh xấu của vợ thì cũng nên thay đổi. Vợ giận con á nên nói ra. Giận những cái gì nên nói ra. Mỗi khi bà giận cái bà im. Không để cho tự đoán là giận cái gì. Nhiều khi mình giận mình cũng biết mình giận cái gì, lấy gì mà người bên cạnh đoán được. Dạ. Nhiều khi bà khát nước bà cũng giận con nữa. Rồi khi mà giận là phải im lặng. Con mong muốn vợ con thay đổi cái gì để cho vợ con trở thành một người vợ hoàn hảo nhất. Dạ, khi mà giận thì mau nguôi giận. Cứ để một lần giận là phải con phải ra sofa con nằm. Dạ. Không được ôm vợ. Dạ, con lại con chọc rồi con khiều, con làm què trước không được. Lúc nào bà cũng cọc nên con biết ý vậy là con sẽ im lặng qua một đêm, cái bắt đầu ngày mai cái con khiều giỡn bà mới bắt đầu vui lại. Lúc đó bà nguôi rồi. Dạ, lúc đó con mới được lên giường ngủ. Dạ. Ok, rồi giờ tới Phương đó. Thật sự thì chồng con không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú năng nhăn gì hết. Hồi lúc mà mới quen á, thì ví dụ như nhờ gì á là anh cũng đứng dậy 1 phút 30 giây là đứng dậy đi làm liền hết trơn. Cưới xong rồi á, mỗi lần mà nhờ anh cái gì á là anh ngồi anh lướt Facebook, anh lướt TikTok, anh bị nghiện Facebook với TikTok. Là anh ngồi anh lướt xong rồi anh mới ngồi dậy anh đi làm liền. Mà tính của con thì cũng nhờ về phải đứng dậy làm liền không là con khó chịu, bực bội lắm. Chỉ có tật xấu vậy thôi, với lại tật xấu. Không phải là lề mề, làm thì cũng rất là nhanh. Nhưng mà mình nhờ là không có đứng dậy đi liền ngộ vậy đó. Phải chút xíu nữa mới chịu đứng dậy đi làm liền. Thẩm thấu hiểu lệnh là hơi bị chậm. Thật dữ gì đâu mà nghe. Có nhiều lắm con không có vậy. Tội thẩm thấu hiệu lệnh. Rồi với lại một cái nữa là ghen. Tính của con thì dạng như là
cởi mở hòa đồng, con hay chơi với mấy đứa em trai trong giới LGBT á, mình thân thiết này nọ cái kiểu thì ăn đi chơi ăn uống, hoặc là chị em hay nhắn tin này nọ với nhau thì ổng ghen vậy ổng cũng ghen nữa, mà mỗi lần mà ổng ghen là ổng sẽ đăng story ổng móc méo này nọ cái kiểu móc phốt con. Dạ, không, đọc vô là con hiểu đúng không? Dạ đúng rồi, đọc vô là hiểu là nói về con. Lúc mà cưới nhau rồi, thời điểm dịch là cũng ở dính nhau 24/24. Thì thời điểm đó là hết ghen. Chồng con được cái là rất là đảm đang. Ở nhà mấy giặt đồ, việc nhà, tất cả việc nhà là chồng con làm hết. Thì con chỉ có hâm mong là thẩm thấu nhanh hơn một chút xíu. Cái từ đó tôi không hiểu được. Thẩm thấu mình lên nhanh một chút xíu. Với lại đừng có ghen tuông bậy bạ nữa. Rồi. Được không? Làm được không Hoàng? Dạ, mấy cái đó thì dạ được. Rồi còn cái mà Hoàng mong con thay đổi được không? Dạ, để con xem sao. Rồi hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thì thôi Hoàng đi. Dạ. Đàn ông mà đúng không? Thì không biết là Hoàng có muốn nói một điều gì đó bất ngờ với vợ, hoặc là làm đó, hoặc thể hiện một cái gì đó với vợ mình hay không? Trời ơi, cút trắng. Dạ. Thực sự thì hôm nay là anh xin gửi tặng vợ một bó hoa. Đây là hoa mà vợ nói là thích nhất. Anh nhớ một lần chúng ta đi Đà Lạt với nhau và đi ngang qua một con đường. Ven đường thì mọc rất là nhiều hoa. Loài hoa này và nó như là một loài cỏ dại, và em có tâm sự với anh là loài hoa này khi nó mọc ven đường, người ta đi ngang qua không chú ý đến thì nó như là một loài cỏ dại rất là bình thường, nhưng khi nó đặt đúng vị trí như bó hoa này thì nó trở nên lộng lẫy và rất là mộc mạc và đẹp đẽ. Anh cảm nhận được cái sự tổn thương trong em, nên hôm nay tại đây anh muốn nói cho thế giới biết rằng anh rất thương em và con, và sẽ chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi đến hết con đường này em nha. Nói gì hơn thì em sẽ cố gắng để vun đắp gia đình mình, gia đình nhỏ của mình ngày càng hạnh phúc và luôn vững mạnh như vậy. Ôm nhau một cái. Ông chồng cái coi nè, ông chồng cái bố trời. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều nè. Rồi, xin cảm ơn hai bạn nha. Và em có một nguyên tắc là bạn của người cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác, mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này, thì em bảo là theo cặp rồi. Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay của chương trình Vợ Chồng Son và cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe, thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ, em xin giới thiệu, em là Lưu Ký Hương. Hiện nay thì em công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có một công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị. Rồi. Sách của Hương hả? Dạ vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời ơi, nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt ấm chiêu, áp, tuyệt chiêu sống và yêu. Rồi hay quá. Dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi này, em thích cái chương trình này từ lúc nào?
Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Lộc Trùng Son. Xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè? Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ anh. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này, nên là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không, trên sân khấu này? Dạ vâng. Ok. Thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Hay quá. Kết rồi. Nhiều thứ. Xin cảm ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái thì chắc chắn là em không có ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em bảo là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi, nhưng có mà hết những rằng... cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà có... em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả. Mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi và vợ em lại cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt thêm một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ, nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V nó đúng không? Âm ỉ, nó cứ chảy rầm rầm, máu của em cứ dồn lên não. Khóc người rầm luôn đấy. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ, muốn tìm hiểu xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thì cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó, là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nào bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em một tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em, và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi bộ về nhà, và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm, vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này, bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Nhớ. Sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô mấy đi cùng là như thế nào. Mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn, để nếu như mà em thấy còn lòng ngoằng là em sẽ không dính dáng gì cả. Nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ.
Nhưng mà em thì là trai Tân đúng không? Tân, đúng rồi, trai Tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố. Và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em muốn cho anh ấy một cơ hội. Và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á, thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Và ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó. Em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí rủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm có mấy cái việc này? Thế bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em người đông này lạ ta, nhìn chơi bời như thế này. Xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này. Xong rồi cũng hay hôm mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi là quen ai em sẽ phải quan sát rất kỹ họ. Thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi. Mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến bạn cái nỗi như mà... thế nào Toàn? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? À, chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong ngồi váy viết các thứ đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để. Thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không đúng rồi nguyên hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em nữa. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là sẽ đến làm công việc đến khá muộn, ít nhất phải 11, 12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9, 10 giờ đi ngủ, xong rồi 4 rưỡi, 5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em, khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 10 giờ, 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không, thì cái này là theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này. Không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập.
Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa, không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ, tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà đó, kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đấy. Vâng, đi nhảy là trước khi kể cả về Việt Nam mẹ hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ, vợ ơi anh đi nhá, đây nhẫn anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo Toàn ơi mày yêu tao đi, thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không. Thế xong bắt đầu là anh xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn, phải có đeo, bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn, và em cũng để cho anh ấy khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm ấy nó xảy ra cái điều như nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que, anh ấy vụt vào chân anh ấy, nó tím xỉu luôn. Thế này, chứ anh đánh một người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi. Nghiệp quá vậy. Em nhìn em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn, kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Một tật xấu nữa là ăn quả vặt. Nếu mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn quả vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, em đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5 6 bữa vặt vãnh đi. Chị ơi, ví dụ nhá. Trời lắm, cuộc đời mong manh lắm em ơi. Anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này, xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè, xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó. Xong rồi em nhìn em anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên là anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng nghe cái cách cứ phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm việc, mà em thì em quen làm việc trật tự rồi, mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước đây, trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm, vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho, em không cho ăn và bắt là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách, mà em thính như nào mà mẹ ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, sẽ đổ cho mẹ. Rồi bây giờ làm sao, mẹ có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Em thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có 3 người bao giờ cũng vui hơn nhà có 2 người. Vui ha. Đấy. Nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lặp á. Dạ, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy, thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu, rồi sau đó là em phải thôi. Em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ. Như vậy em bay từ Thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình. Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự bây nhiên giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là biết nhảy Toàn biết đàn á.
Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ nếu vậy thì giờ Toàn đòi Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn không? Thế cho em xin phép tặng okay. một bài ạ. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong rằng là lấy sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời sẽ nói yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn cảm ơn chương trình, cảm ơn chị nhiều lắm. Chia sẻ lần đầu thì con lúc con gặp về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhắn tin á là con của ba Hoa, anh Hoa là ấy, bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn bởi vì người ta book mình, bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số tuổi ấy. Thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm. Mẹ anh Hoa. Dạ, mời phụ huynh lên. Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Đến với câu chuyện tình yêu của một cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Show kỳ này, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, xin chào hai vợ chồng trẻ nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyên, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ, năm nay là chắc em 28 rồi á. Quyền là một bạn biên đạo rất rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Dạ. Và bạn này là quán quân. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi. Con quấn con đi học. Con học đại học gì? Dạ con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về Media Direction. Giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Đó là Bảo Ngọc đang theo sát số hậu trường về con, sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer rồi bao la trang phục rồi lo những cái buổi tập của con. Luôn luôn đứng sau ánh sáng của con. Bây giờ con kể cho chương trình nghe đó, cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015, nhưng mà chắc là sau lần đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là So You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về vũ công thì Bảo Ngọc là nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền Trung như thế này. Thì nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình. Và Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con và sau đó xong cả là con không biết bởi vì giống như một người bình thường. Chỉ có con biết anh Quyền thôi chứ anh Quyền không biết con. Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ là tại vì về tài năng của anh Quyền. Nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn? Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin là chú, con xin là anh chị thôi. Thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tác bởi vì anh Hoa liên hệ con gian dựng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Thì trong cái quá trình tập luyện dân của tôi, con cùng tiến với nhau. Trước đó là con cũng gian dựng cho nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đối với học sinh á, cấp 3 thì đấy là chắc là bài học
Đầu tiên rồi con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được hai giải quán quân rồi đó. Wow. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc? Chia sẻ lần đầu thì con lúc con tập về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á là con của bà Hoa, anh Hoa là ấy, bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bút mình bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số tuổi ấy. Rồi thì là về sau thì có bắt đầu để Bảo Ngọc, bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê, nhào, xoay rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu chưa có tình cảm, chỉ là tập luyện học sinh mà, đứa nào học sinh quậy làm được là mình la mình la luôn bên này. Tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không? Mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi nhẹ đúng không? Có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau khi giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó, xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình mát, thì con có nuôi thêm hai em cúm. Thì con vô tình con nói là Tết mèo ơi, qua giúp anh chăm con cúm này đi. Rồi có gì ra Tết anh dừng đi chơi rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn. Thì đó, từ từ bắt đầu những cái mối quan hệ. Quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ chưa. Đó là lớp 12. Dạ. Cái lúc mà con mới về anh Quyền á là thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm anh Hòa. Dạ, mời phụ huynh lên. Thầy cũng nói chuyện với mẹ con, nói là cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á. Lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không, hay là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con, và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa. Thì lúc đó thầy rất là lo, quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn. Giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh quen anh Quyền á, là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại là mẹ không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á đúng không? Dạ, thì con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy á, thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, còn với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm. Quyền thì chắc chắn là phải cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều. Vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya. Thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á. Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi, mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Cái lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tụi mẹ. Vậy anh mệt mỏi quá. Thì bắt đầu là chỉ là 8 giờ còn mặt rồi. Từ khi đi với con thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mới về. Con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em gì không? Dạ, con là con gái lớn, có một em, nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không, hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á. Chăm con đúng không? Chăm một tiểu thơ cho con đúng không? Đó. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ. Không ta? Tại vì nè, đã từ năm 20 bao nhiêu đó, 19. Là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này. Ghê lắm, biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn. Quán quân trong công việc, trong các cuộc thi, nhưng mà cái việc quán xuyến tiền thì sao? Dạ đây ạ. Thì thực ra là cũng một phần là con không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc mà con quen mèo á, và chỉ có một năm thôi, thì con giao hết tất cả nhờ tiền của con cho mèo luôn. Bởi vì đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo, con thích được làm, con thích được cái cảm hứng nó tuôn trào ra. Con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang vào những cái tác phẩm con dàn dựng. Rồi xong rồi bao nhiêu tiền là cứ để đẩy vào đây. Không quan tâm dự định cho tiền. Cái chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm, nó trồng cục cái tác phẩm của mình liền. Hay quá chị Một ơi. Rồi hai đứa yêu nhau, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không ạ?
là bạn nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Giáo kỳ đó trong đầu con nhiều thì con thì cô việc là con không còn nói nhiều. Xong rồi có một năm là năm 2020 thì bắt đầu là con quyết định là tỏ tình, cầu hôn nhé. Thì con làm một cái bài rất là hay, rất là dễ thương, rất là dân dã luôn, của bên đồng minh chúng bằng một điều luôn. Con nhảy luôn, con mà hai con khổng lồng chạy quanh ngoài ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa. Thì đó là một clip rất là viral ở trên TikTok cũng như là Facebook. Thì con làm một cái màn cầu hôn cho nàng, nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được cầu hôn. Vậy hả? Hôm đó đồng chơi nàng đi làm tóc làm đẹp, nói ủa có ai tiết lộ bị mật gì không? Mấy đám nó kiểu mọi người ơi hôm nay mèo làm tóc này, xong bắt đầu là ủa gì vậy, có ai tiết lộ gì đâu. Mà có cùng có một cái phòng tập ở nhỏ ở nhà, mỗi lần mà mọi người tập và mèo đi lên tập nhạc đứng nghiêm lên bắt đầu giãn cơ rồi chuyện qua giãn cơ. Không ai biết cái, xong bài nhỏ đi xuống cả lúc đông nguyên đám nhảy tập bài để cái nhà mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai và nghe để tập cho xong cái bài. Rồi bắt đầu là hôm đó thì con nhớ con dắt mèo ra, cái cảm giác đầu tiên của con á là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch này rất là rõ ràng, là rất là tốt, nhưng khi mình chuẩn bị bước vô nhảy là con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn. Kiểu bị lo lắng hồi hộp rung á. Thì bắt đầu không biết mình làm cái tốt không, rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa bài và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn. Lúc anh Quyền không nói được luôn, anh Quyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á. Có gì nào được một câu duy nhất à? Làm vợ anh nhẹ. Làm vợ anh nhẹ. Như vậy là bây giờ tụi con ở là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta? Nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là 1 năm rồi đó. Mới quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Nó nghe nè, 1 năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi bây giờ kể đi con. Đã có nghĩa là mỗi lần mà mèo là hay hét, đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cái nhà lần đứng từ trên nghe được hết, ba mẹ đều nghe được hết. Kiểu ba mẹ quen rồi chiều cứng mà, đây là con gà rùa của ba mẹ mà. Kiểu con hét cũng vậy, thì mỗi lần mèo hét con cũng kiểu rèn rèn đúng không? Mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà mèo mới tức một cái là mắt mới nhìn mồm liệt qua cả là ý cha con mèo đổi mắt mà. Là phải sợ. Ủa mèo hét làm sao mèo? Con Candy nhà em á, y chang đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Thì mèo còn ngủ dậy muốn đi nướng đúng không? Ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương mèo, và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều, thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng tự rửa chén bát và mọi thứ. Nàng có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. Không biết nấu ăn đúng không? Nhưng mà cũng phải tìm cách để học. Thì đâu có thể là biết nấu chưa? Dạ biết sơ được mấy món rồi con. Cắt món luộc đó. Không? Dạ con biết nấu luộc, hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Yes. Shop vô sổ rồi, vô sổ luôn. Nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt, bởi vì mua cho con nhiều. Mua cho con nhiều bởi vì đấy là mang danh là tiểu thư, theo chị biết là được quan tâm. Nhưng mà khi mà quen con là con trước đó là bởi vì con không có mua sắm nhiều đi, là con chỉ có cần mua tập rồi là xong rồi. Nhưng từ khi mà quen mèo là mèo mua đồ tùm lum mà mua là chủ yếu là cho con này. Vậy là cái đó không phải là tật không xấu là rồi, sao tật tốt. Nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn? Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Thì mèo đang làm tốt điều đó, con giao lại việc quản lý cho nhóm, các bạn nhỏ đó mọi thứ, để mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Rồi giờ tới mèo nữa con. Tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á thì anh Quyền hay ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà không có giày để ném á thì ném luôn điện thoại. Trời ơi. Nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng tính nè, cọc nè, đúng không? Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là... Anh Quyền gọn lắm, anh Quyền ở nhà anh Quyền dọn hết. Có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Quyền tự làm, tại vì anh Quyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Quyền tự làm luôn.
cũng cho con ngủ vậy. Thì mèo có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Đừng quan điện thoại nữa, thí dụ. Đúng rồi, đừng quan điện thoại nữa, tốn tiền. Mất năng tính đúng không? Dạ, anh Quyền cần khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn, mà mở cửa tan hoang vậy á. Là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại, đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một đúng bạn rồi. Và một gia đình, con quay lại cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ xé bớt công việc cho mình hơn. Ok, rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ.